nếu mà biết trước thì chắc không ở nghèo đâu, đúng không? Cũng trăm mái chứ. Không sao. Chín lắm. Chín đi quanh lắm. Được. Hello, xin chào các bạn. Chúng ta đến với cuốn video số tiếp theo trong hành trình đi tìm những kiệt tác nghệ thuật bonsai. Hôm nay thì mấy anh em nhỏ tiến hành xử lý phô dúi. Này dân đủ à? Khó tìm cũng dễ thôi. Con cây duy nhất bây giờ thì chỉ cần nghe thôi. Nhìn gác màu cũng đẹp. Thank you.
Nó mặt nó nhỏ lại. Đây một viên thấy không anh? Tôi lấy cái lóc kìa. Lóc đi. Một cái lấy cái cưới vậy. Chưa lấy xa cả thằng khó quét kìa. Cắt chuẩn quá. Thằng nào mà cắt chuẩn vậy? Giữ mấy cái rễ cốm lại. Bình na có vẻ yêu đà này. Thấy không? Chiếc đi này về thấy anh khó. Đi này không mày. À. Anh có lồm đâu mày. Mình mà đợt này chân đau mà đi như đợt trước có trách. Đợt này là nhanh này. Bị cái gót hả? Cái góc này ngay góc cái chỗ mình cũng đang bất quý nhấn nhấn nó là nhấn thôi từ từ rồi rồi đó rồi à đó bên kia đó chừng một kia đó chừng con Dũng ấy quá ngỡ này là chi à, tranh nhau đục mà trắng cho nó phải đi nhiều ha. Bình nó tám gậy sạch sẽ nè, tám luôn hai này chứ quay quay hai mua sữa tám rồi chưa? Càng này cái thế hầu giờ đi coi phim mà chưa gặp cũng đủ nhưng mà chưa gặp. Quá à. Vừa đổ mà vừa đọc lại.
khớp này đã mua cái kia ngon rồi. Mua gì? À có đoạn mà mua đằng kia ha. Nếu mà biết trước thì chắc không ơ nghèo đâu. Đúng không? Cũng trăm mái rồi. Lì lì vậy chứ đụng cái ta cái khó quát liền đấy. Người miền Tây thiệt thà, thương là nói là thương chứ không có nói thương thương hả? Máy nhóc mà sẽ khó quát hả? Mọi người nói là sửa cho anh. Sửa cho giống như cửa đâu rồi là sửa. Anh ghi hẳn cái đó. Cái này là hộp cộng sản cho mấy anh em ra đêm về chơi thôi chứ. Sửa chiếc gì nữa đâu. Của mày, còn lại sữa. Sữa bà giò với chồng để lại không? Quá đẹp. Chiều nay quăng bình 8 gậu vô nước rồi. Úp quăng kê luôn á. Các em sạch xoé. Xức thêm tí nước hoa vô nữa. Cái gì cũng được, mỗi cái dù độc là hơi không được. Cái dù này lọa này hồi giờ chưa thấy. Được,
Em cũng muốn vô mà. Phan bữa vô nói chuyện với bố Nhôm chưa? Bố Nhôm đâu có nói chuyện với mình nữa. Ha, khi đổ một cây cổng lòn ấy. Giữa là sáng qua ghé 18 này. Tự nhiên lòm thôi, không sao. Cái này thiếu người máu. Chủ hướng Kim Lan á anh. Thiếu người máu vậy không?